Rồi xin chào các bác nha. Video này tôi quay để rao bán cái xe mà các bác đang thấy đây. Đây là con xe 7 chỗ Mitsubishi Zoolite. Năm sản xuất là 2005, nhưng mà đăng ký lần đầu là 2006. Đến bây giờ đã chạy được 112.000, tức là 11 vạn. Đây là số km nguyên zin nhé, không có tua gì đâu. Và cái xe này sử dụng gia đình, khách sử dụng đi gia đình từ đó đến giờ. Sáng nay thì anh khách này qua bên tôi để đặt cọc con Nissan X-Trail 2.5. Bây giờ anh nhờ tôi và một anh bạn nữa là anh Tú quay cái xe này để rao bán giúp anh với mức giá đề xuất là 170 triệu. Dĩ nhiên sẽ có thương lượng nếu mà khách hàng nào có thiện chí. Mình xem xe trực tiếp tại nhà khách luôn nhé. Đây là một cái xe khá thú vị ha. Khi mà đóng cửa đó, tí nữa cho các bác nghe cái tiếng đóng cửa nó giống như những cái xe quân đội á, nghe cạch cạch rất là hay. Nội thất bên trong còn rất là sạch nha. Con này nó sử dụng máy xăng số sàn, máy xăng 2.0 2 lít đó. Máy đang nổ luôn, rất là êm đó các bác. Gầm bệ mọi thứ tôi kiểm tra còn rất là ngon ha. Các bác nên né thực tế để xem. Tại vì gầm con này khá là thấp, các bác phải cúi xuống dưới mới xem, hoặc là mình mang vào các gara đó, các hãng người ta đang gầm lên để thấy. Mua xe cũ mà, xe hơn chục năm rồi thì mình nên kiểm tra cái gầm. Tại vì thông thường người ta hay tút xe là tút bên ngoài thôi, nhưng mà ít ai tút dưới cái gầm lắm. Các bác nhìn cái độ rỉ sét của dưới gầm á, rỉ sét của ống bô này nọ là các bác có thể biết được là số km nó chạy khoảng bao nhiêu luôn. Người ta tút bên ngoài chứ ít ai tút dưới gầm lắm, cho nên nhìn dưới gầm mới chính xác được cái hiện trạng của cái xe. Thì thông số xe này thì không có gì phải bàn hết. Đây là một cái xe mười mấy năm rồi, 2005 đến bây giờ là chắc khoảng 15-16 năm rồi. Đang nổ máy đó các bác. Cho các bác nghe nè, đang nổ máy luôn, máy rất là êm luôn. Hồi nãy đem ra ngoài quay nhưng mà trời mưa có chạy qua đây lại. Những cái con SUV thời xưa thì các bác thấy cái ô kính nó rất là lớn. Xe 7 chỗ đàng hoàng nha. Và bên trên nó có luôn sẵn một cái ba ga mui nè. Hơi rỉ sét một xíu rồi, nhưng mà những chi tiết rỉ sét này nhìn nó mới thật được, nó không có bùa phép gì hết. Giá rao bán là 170 triệu đấy. Dĩ nhiên là khách hàng nào mà đàm phán tốt á và dễ thương á thì khách là sẽ bớt thêm thôi. Cái loại xe này đặc trưng là nó có cái bánh xe sơ cua phía sau ha. Bây giờ vẫn rất là nhiều người đang săn tìm những con xe như thế này. Những con này nó rất chi là quân đội luôn các bác. Những cái chi tiết ở đây nè, và những cái thanh như thế này rất cứng lắm. Đây có một cái gương nữa nè. Nè, nghe đây các bác nghe không? Cái tiếng nó vậy đó nha, chứ không phải nó bị lạch cạch gì đâu. Cái tiếng đóng cửa nó vậy đó, đóng cắt cửa nó đều vậy luôn. Nó giống như xe quân đội vậy. Xe này hình như là bọc da hết rồi nè. Thì hiện trạng sao để nguyên vậy ha. Xe khách đang sử dụng mà. Trần thì còn rất là sạch. Cái này hình như là một cái đường hút gió từ đằng trước ra đằng sau. Đó, nó đang nổ máy đó mà nó êm ru vậy các bác. Con này số sàn nha. Đóng cửa những cái con xe như thế này rất tự tin nha. Nắp capo rồi thả là cái cạch. Nghe như tiếng xe quân đội á. Mà những cái xe quân đội là các bác biết là rất là bền rồi. Tôi mở đằng sau cho các bác nghe nè. Đấy. Đó, ý như xe quân đội luôn. Đóng thoải mái luôn. Mà những cái tiếng này nghe rất là hay ha. Nghe nó rất là trâu bò. Đây đồng hồ km nè các bác, 117.000. Xem như là gần 12 vạn rồi đấy. Zin nó vậy đó các bác.
cần số đây, cần số cài nó bóng luôn. Mà con này ron riết rồi còn rất là ngon nha, không biết ron thay chưa nữa, mà ron rất là ngon. Xài 15 năm rồi thì nó sẽ phải hao mòn theo thời gian thôi. Đấy, cái phần trên này hình như là cái phần hút gió từ đằng trước thổi ra đằng sau nè. 7 chỗ 3 hàng ghế. Đằng sau này có một cái hàng ghế nữa, hàng ghế này ngồi được thoải mái đó nha. Hồi nãy tôi có ngồi thử rồi. Tại vì cái khoảng đầu nó khá là cao, những cái xe mà ngày xưa người ta làm theo kiểu hình hộp, cho nên là nó không bị cấn đầu đâu, nó không bị chạm đầu gì hết á. Rất là rộng. Nè, nếu như ngồi như thế này á, cái hàng ghế rất là rộng, ngồi thoải mái luôn, không biết có trượt tới được không nè. Đây là một cái xe cũng khá thú vị ha. Nếu mà ai đó đang thích một cái xe như thế này để sưu tầm thì cũng đáng để mình lưu tâm ha. Tại vì hiện trạng con xe này còn rất tốt. Cái mà tôi lưu ý nhất khi mà tôi xem xe thường là tôi sẽ chui xuống dưới gầm tôi nhìn. Cái gầm mà nó còn ổn, nó không có bị vấn đề bị cứng móp gì bên dưới đó, cái độ rỉ sét nó đúng như số km thể hiện trên xe đó, thì đấy là những cái xe rất là tin cậy. Chứ bên ngoài những cái thứ trên này người ta tút tát được hết, gầm thì mới là cái thứ thể hiện rõ nhất. Thì bác nào mà sành xe coi xe thì mình sẽ biết thôi, nhưng mà đây là một con xe tôi thấy còn rất là cứng. Thì xe nào đàng hoàng thì tôi sẽ quay giới thiệu cho mọi người, còn việc mua bán là hai bên gặp nhau rồi trao đổi. Mức giá đề xuất thì các bác đã biết rồi, 170 triệu ha. Đấy, những cái con xe mà nó thiết kế theo kiểu hình hộp như thế này chắc chắn không gian bên trong nó rất là rộng, và những cái xe ngày xưa nó rộng lắm. Chỉ có những xe thời nay vì cái sự thẩm mỹ và cái ngôn ngữ thiết kế hiện đại, người ta sẽ bóp cái xe lại, uốn nắn xe lại, thì những cái đường uốn lượn như vậy nó sẽ có cái tính thẩm mỹ nhưng mà nó không đạt được cái sự rộng rãi như là những cái xe ngày xưa được. Các bác thấy những cái xe này ô kính rất rộng, ô kính rộng như vậy thì chắc chắn là bên trong nó rộng rồi. Phía sau là phanh tăng trống, phía trước là phanh đĩa. Con này phía sau là nó xài cầu cứng ha, xài nhíp lá kìa. Phía sau là cầu cứng, xe ngày xưa mà. Phía trước thì chắc chắn là cầu mềm rồi. Phía trước luôn luôn là treo độc lập, tại vì nó là cái cầu dẫn hướng. Những như cái xe như thế này thì không thể nào đòi hỏi được cái sự êm ái như những xe hiện đại đâu, nhưng mà nó có cái sự trâu bò và bền bỉ. Chạy mười mấy năm rồi đấy, nhưng mà mười mấy năm mà chạy có 11, 12 vạn là chạy rất ít đấy. Hiện trạng còn rất là tốt nhé, còn rất là cứng luôn. Để mở cái máy lên cho các bác xem luôn, đợi xíu nhé. Đây là cái máy của cái xe này, nó bẩn vậy đó. Trên này không thấy có cái tấm lót gì cả. Máy nằm khá là thấp ha, đang nổ máy đó các bác. Nổ như này là rất êm ha, nổ như này là rất êm luôn ấy. Rồi nha, tôi chấm dứt video tại đây. Các bác nào quan tâm cái xe này thì cứ alo theo cái số trên tiêu đề nha. Cảm ơn các bác.